Chợ Tô Cũ Quảng Ninh xin kính chào quý anh chị, chào các bạn, chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung tại Phương Đông Uông Bí Quảng Ninh. Vâng, hình ảnh quý anh chị và các bạn đang quan sát là chiếc xe Ford Ranger bản XLS sản xuất năm 2016. Xe được trang bị số tự động một cầu máy dầu 2.2. Nhìn bên ngoài thì anh chị có thể nhận biết ngay được con này là nó đã lên khá nhiều đồ chơi, ví dụ như là bộ la răng này, hay là cản sau có lắp thùng. Xe rất là đẹp. Chiếc XLS 2016 số tự động một cầu 2016 này thì chợ ô tô đang chào bán với giá là 535 triệu đồng. Con này có màn hình cam lùi đầy đủ, máy số keo chỉ zin, xe rất là cứng cáp, màu xanh cũng tương đối là đặc biệt. Nếu anh em quan tâm đến mẫu xe này có thể đến xem xe trực tiếp tại chợ ô tô cũ Quảng Ninh có địa chỉ ở ngã ba đường 10, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí. Và số điện thoại liên hệ Đức Trung để trên góc màn hình để anh em tiện liên lạc, số 0965 951 955. Sau đây Đức Trung sẽ đi gần vào để anh em có thể quan sát chi tiết mẫu xe này. Đối với chiếc xe XLS số tự động một cầu này thì nó rất là dễ điều khiển, phổ thông. Mua con này về trong gia đình thì ai cũng có thể sử dụng, vợ chồng hoặc là con cái đều điều khiển một cách rất là dễ dàng anh em nhé. Các cái cặp đèn pha nữa vẫn là đèn nguyên bản theo xe, các cái đường gân góc cạnh rồi sơn si sạch sẽ. Đèn gầm, chúng sẽ bật tiếp cái đèn gầm lên. Cái con này nó chế cả cái đèn vàng. Cái đèn vàng này khi mà đi trời mưa hoặc là đi trời sương mù đấy, bật lên thì nó quan sát nó rất là dễ luôn. Đèn gầm nguyên bản theo xe, các cái mối lắp ghép này. Con này nó chỉ bị bẩn một chút thôi anh em nhé, mưa gió đi đường này chưa rửa ráy. La răng đúc, máy gầm là nguyên zin. Anh em nào mà ở các cái vùng núi thì mua những cái con này đi này nó cũng rất là phù hợp cho cái bộ lốp này. Nó rộng hơn, nó to hơn, đi nó khỏe khoắn hơn. Sơn si sạch sẽ, bậc bước to bản. Sắt si gầm bệ là nguyên zin. Con này gầm bệ máy móc mình cực chất. Như cản sau bằng thép anh em nhé, có móc kéo này. Có màn hình cam lùi đây anh em nhé. Trời nó cũng tối rồi, Đức Trung tranh thủ quay chi tiết. Con này nó còn chưa có lót thùng, lót tạm tạm những cái này để đồ thôi, nhưng mà lót thùng cơ bản là mọi thứ là vẫn là nguyên zin. Xe đẹp không nổi anh em nhé. Lốp sơ cua gặp vậy, máy đang nổ, không có một tí khói nào luôn. Con này gầm bệ chắc chắn. Sắt xi này là sơn zin, chưa có tỉa tót, chưa có tút tát gì hết. Bộ la răng này mùa đông tối nó rất là nhanh, cho nên là Đức Trung sẽ tranh thủ quay. Đấy, con này đăng kiểm đến tháng 5 năm 2023. Nói chung là con này là máy gầm này, mọi thứ là nguyên zin, xe chất. Nội thất ghế da màu đen, vô lăng 4 chấu, có tích hợp các phím bấm. Bên này có ga tự động anh em nhé.
có túi khí, có hai túi khí và xe chạy 8 vạn, màn hình cam lùi đầy đủ, điều hòa nóng lạnh hai chiều, tay số tự động một cầu. Trần lì nguyên bản, có hai đèn trần, táp lô sạch sẽ, hệ thống gương kính chỉnh điện, có dán phim cách nhiệt, keo chỉ là nguyên zin, mọi thứ là nguyên zin hết anh em nhé. Cam kết là không lỗi, có thể mang đi check hãng được. Đấy, cái màu xanh này nó cũng khá là đặc biệt. Đây hàng ghế phía sau. Đây, màu đen rất là mới. Quay buổi tối này không biết mọi người nhìn có rõ không, nhưng mà cam kết với anh em là xe đẹp. Đây, các cái vách này là vách lỉ nguyên bản của xe. Keo chỉ hoặc là mã kính là 26 hết. Các cái mẫu XLS 2016 này nó mới sử dụng được 6 năm. Đấy, nói tóm lại là cái đát của nó là còn 16 năm nữa, à 19 năm nữa anh em nhé, 25 năm mà, thì còn 19 năm nữa. Đấy, 19 năm nữa thì thoải mái thời gian để cho anh em phát triển kinh tế. Có như điều kiện thì ta sẽ lại đổi xe đẹp hơn trong vòng khoảng 5 năm. Hầu hết là ô tô thì người ta cũng đi 5-7 năm rồi người ta lại nâng cấp lên xe mới thôi. Thế còn ví dụ như là không có điều kiện thì ta vẫn giữ cái xe này đi bình thường. Những cái dòng xe Mỹ này thì nó rất là chất. Có những cái con xe hết đát nó vẫn chạy bình thường, người ta sẽ đi vào những cái khu vực mà không cần cái sự kiểm soát của giao thông, đi chạy trong công trình công trường thôi. Thực tế là rất nhiều người rất thích cái dòng xe hết đát ấy, nó chỉ máy lổ được, chạy trong lương, trong rẫy hay là trong mỏ. Đây, động cơ này rất là bẩn anh em nhé. Động cơ này còn toàn bùn đất nó cuộn lên trong quá trình vận hành thôi. Nhưng mà cam kết với anh em là máy móc này là nguyên zin và khô gioăng. Anh em có thể nhận thấy là cái màu nước này nguyên bản, tất cả mọi thứ là nguyên bản hết, xe đen chưa có dọn rửa. Sau đợt này để bên chợ ô tô Phú Quảng Ninh sẽ cho con này sẽ đi nó dọn rửa cho nó đẹp một chút. Để cái máy móc như này nhiều anh em thì rất thích, nhưng nhiều anh em này bảo phải dọn rửa đi, đúng là phải dọn rửa đi thì nó mới tản nhiệt, nó mới tốt, nhưng mà nó sẽ không ảnh hưởng đến cái độ bền cũng như là cái hiệu suất của động cơ. Một chiếc xe đẹp nhưng mà cần phải chăm sóc nó cẩn thận, nó tỉ mỉ và nó đúng kỹ thuật thì nó sẽ kéo dài được cái tuổi thọ. Ta sẽ kiểm tra các cái chức năng. Đấy, hệ thống điều chỉnh gương rất là ok. Hệ thống phun nước cũng như là gạt nước rất là sạch sẽ, gạt mưa. Đây, hệ thống điều hòa. Cam lùi tương đối là sắc nét. Thế mà cam kết là các cái hệ thống ga tự động hay là tất cả các cái lúm lút ở trên này đều còn hiệu lực hết. Tất cả các cái trang thiết bị là hoạt động bình thường. Anh em có thể thấy là đấy, cái hệ thống đèn này ok hết.
Ngoài ra thì bên Đức Trung còn rất là nhiều xe anh em nhé, đổ tràn lan ra hai bên sân. Người ta sẽ chạy thử một đoạn. Xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Đức Trung xin phép được kết thúc video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.